Xin chào anh chị em đang làm giám đốc nhân sự, các ông tổng giám đốc và các ngài chủ tịch. Thưa các ngài, các ngài vẫn nói với tôi rằng là nhân sự là một phần cực kỳ quan trọng của doanh nghiệp. Nhưng giữa việc các ngài nói và việc các ngài làm nó không có đồng nhất với nhau. Bởi vì sao? Đến 80% tôi hỏi các vị trí tổng giám đốc và chủ tịch rằng là giám đốc nhân sự họ về họ làm cái gì? Thì các ngài đều không biết. Thế thì thực ra nhân sự đối với các ngài đâu có quan trọng. Đấy là các ngài nói vậy thôi chứ. Và khiến cho tình trạng là giám đốc nhân sự chuyên nghiệp về không làm việc được với các ngài và ngược lại chỉ có giám đốc mà dễ sai dễ bảo thì gọi là giám đốc thôi chứ thực ra nó là con hầu của các ngài vậy thì đó là lý do mà doanh nghiệp rất ít xuất hiện vị trí giám đốc nhân sự mà chỉ xuất hiện vị trí trưởng phòng vậy tôi cần phải làm rõ để cho anh chị nào muốn làm giám đốc nhân sự thì biết chọn tổng giám đốc và chủ tịch mà làm anh chị nào mà làm tổng giám đốc chủ tịch thì phải biết chọn giám đốc nhân sự chuyên nghiệp để mà phối hợp với nhau thì doanh nghiệp nó mới mạnh được vậy cuối cùng thì giám đốc nhân sự là làm cái gì thì thưa các anh chị gồm có 6 đầu việc đầu việc một là tiếp nhận cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và định biên nhân sự hàng năm do các phòng ban đưa đến ừ. họ cần định biên bao nhiêu con người à, rồi trong bộ phận đấy thì gồm có bao nhiêu trưởng phòng bao nhiêu phó phòng vân vân đó, cứ đưa lên đã, mình cứ tiếp nhận đã. Việc thứ hai, chúng ta tiếp nhận toàn bộ hạn mức chi phí dành cho con người mà Tổng giáo đốc giao cho ta. Mà liên quan đến con người thì gồm bốn có mục, bốn cái mục. Mục thứ nhất, đó là quỹ lương. Mục thứ hai là quỹ thưởng. Mục thứ ba là quỹ phúc lợi. Và mục thứ tư là quỹ đào tạo. Đấy, liên quan đến con người. Sau khi tiếp nhận, thì đầu việc thứ hai của các ngài phải làm là gì? đó là thiết lập hệ thống giải ngân các cái đầu mục đó. Vậy thì muốn giải ngân được quỹ lương thì anh phải xây dựng được quy chế trả lương thưởng cho từng con người, từng phòng ban trả lương. Nếu muốn giải ngân được quỹ thưởng thì phải nên được quy chế thưởng và gắn với KPI. Mà nếu mà giải ngân được chính sách phúc lợi thì phải chia theo tầng nhân sự để làm thế nào để giải ngân được chính sách phúc lợi cho nó công bằng. Và để xây dựng được giải ngân được cái ngân sách đào tạo thì chúng ta phải có quy chế đào tạo và ai là người đào tạo để nâng cao nghiệp vụ ai là người đào tạo để phát triển để chuẩn bị tiếp nhận vị trí mới thì nó ra được cái ngân sách giải ngân và đương nhiên cứ gắn với quy chế thì phải là các cái mẫu kế hoạch hành động để giúp các phòng ban họ liệt kê ra họ phối hợp cùng với mình họ làm như vậy xong được việc thứ hai tôi gọi là thiết lập hệ thống giải ngân Xong sang đến việc thứ ba Đó là tổ chức vận hành Thì giám đốc nhân sự phải biết tuyển dụng Và xây dựng bộ máy vận hành Trong cái bộ phận nhân sự của mình Để thực thi những cái quy chế Mà mình đã đưa ra Sau khi được tổng giám đốc phê duyệt Và khi vận hành như vậy Thì đến việc thứ tư là chúng ta phải có hệ thống báo cáo về mặt nhân sự của tất cả các phòng ban và cả phòng mình để tập hợp về, để đánh giá về mục tiêu chi phí và mục tiêu năng lực nhân sự có đạt được giống như mục tiêu mà tổng giám đốc giao cho ta không nếu không đạt được thì cần phải khoanh đỏ để cảnh báo trong cuộc họp giao ban với tổng giám đốc để cùng với tổng giám đốc tư vấn cho tổng đồng giám đốc các giải pháp để chúng ta điều chỉnh để làm sao sử dụng hệ thống nhân sự hiệu quả nhất đoàn kết nhất rồi nếu mà tốt thì chúng ta cũng phải biết là báo cáo để cho cả làng mừng xong đến việc thứ năm sau khi hệ thống nó chuẩn rồi thì chúng ta còn phải tối ưu tiếp để sử dụng con người hiệu quả hơn tối ưu ở đây là chúng ta tăng năng suất lao động lên của nhân sự lên chứ không phải tối ưu là bằng cách là giảm lương của anh em xuống để doanh nghiệp có lợi nhuận hơn tối ưu là tăng năng suất lao động của anh em lên và làm cho đời sống anh em tốt lên thông qua cái việc tăng năng suất lao động chứ không phải tối ưu là bóc lột lương của anh em thưởng của anh em phúc lợi của anh em sau khi tối ưu rồi thì bước thứ sáu chính là các anh chị đóng gói được hệ thống nhân sự để nếu doanh nghiệp mình mà chỉ cần nhân bản hệ thống thì chúng ta bê cái hệ thống đóng gói này sang hệ thống mới điều chỉnh cái là xong như vậy phần lớn thì chúng ta tuyển giám đốc nhân sự về chủ yếu để làm những công việc lặt vặt theo sai khiến của tổng giám đốc mà không tạo ra một cái đề bài để cho giám đốc nhân sự họ được vẫy phùng hết khả năng của họ và được họ thể hiện đúng cái năng lực của họ. Và để làm được giám đốc nhân sự như vậy, thì mức thu nhập hiện nay ở thị trường phải rơi vào tầm 30 triệu trở lên thì mới có một giám đốc nhân sự làm được bằng đấy việc. Và đó là lý do mà ở Việt Nam đến ông chủ thì không biết sử dụng giám đốc nhân sự mà đến cái người đi làm vị trí giám đốc nhân sự còn không có đủ kỹ năng nhưng vẫn nhận mình là giám đốc nhân sự. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đồng nhất cái tư duy này để doanh nghiệp Việt Nam phát triển và tổng giám đốc rảnh tay để không phải lo về việc nhân sự nữa mà đã có một hệ thống chuyên nghiệp làm được việc này kết nối được anh em đúng chi phí và đạt được cái hiệu quả năng suất lao động. Thì tôi phải xây dựng lên chương trình giám đốc nhân sự. Chương trình này sẽ giúp cho giám đốc nhân sự kết nối toàn bộ hệ thống lại, năng suất lao động cao và đảm bảo nằm trong hạn mức chi phí và có kiểm soát và đánh giá năng lực đến từng con người để dùng người đúng việc đúng người đúng việc và đúng tội để xử lý thì như vậy hệ thống nó mới lớn mạnh được và nhân bản được thì đây là một chương trình mà tôi rất mong rằng là các chủ tịch các tổng giám đốc và giám đốc nhân sự nên đi học để chúng ta có chung một góc nhìn để góp sức với nhau để đồng thuận với nhau về hệ tư duy để xây dựng một hệ thống chứ còn nếu không thì có gặp nhau rồi cũng mâu thuẫn rồi chia tay vậy thì cái chương trình này nó là tâm huyết nó là cái mong muốn truyền tải đi và đặc biệt quản trị nhân sự theo mô hình khoán để, thì đây là một chương trình giúp cho các chủ doanh nghiệp chúng ta thoát khỏi cái việc mà phải vận hành rất tốn thời gian và nao lực với doanh nghiệp thì rất mong gặp được các chủ tịch, các tổng giám đốc và các giám đốc nhân sự trong chương trình giám đốc nhân sự được chuyển giao bởi Học viện Doanh nhân siêu Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký ngay chương trình theo đường link trong phần mô tả. Mọi thông tin chi tiết liên hệ ngay hotline 0926776622, website học viện CEO Hà Nội .com.